Chào thể các bác nhá, đến hẹn lại lên. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ. Thì vẫn như thường lệ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau này. Đấy, giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi nhá. Những cái mẫu này thì bên em đã dọn nổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn xài luôn thôi. Đấy. Hôm nay lên cho bác một con Mitsu này, Mitsu TL này. Đấy, Mazu này, Echo 240 nòng 34 này, Mitsu TL 23 này, Honda 4 kỳ này, Mitsu TB này. Đấy, rồi là Komatsu này, Mitsu này, Honda 4 kỳ này, Mitsu T140 tung dài này. Con này là con TH26 này, Komatsu Com 2003 này, Honda 4 kỳ này. Đấy. Rồi là sẽ lên cho bác một con máy thu dân, con ba lô GX35. Đấy, thu dân. Đấy. Ngoài ra sẽ lên cho bác cái lô máy này, cắt cỏ này cho bác về tự dọn nhá. Tự dọn này. Đấy, những cái mẫu này thì bên em đã lựa rất là kỹ càng rồi. Bao hơi lửa cho bác về tự dọn nhá. Đấy. Nói chung là lô này rất là sáng và đẹp. Đấy, các bác chú ý theo dõi nhá. Đấy. Rồi. Phần đầu chương trình thì ngoài ra sẽ lên cho bác một cái cần Honda cực kỳ đẹp nhá, cần tung nhỏ. Đấy. Cái này em duy nhất một bộ thôi. Bộ này rất đẹp luôn. Đấy. Thì bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì bên em máy của nó thì nói chung là còn rất là nhiều, rất phong phú và đa dạng, nhiều loại máy khác nhau nhá. Đấy. Bác nào mà thích về tự dọn thì bác lấy ít cái máy này về tự dọn, giá của nó thì nó rất là rẻ thôi, chỉ độ vài trăm nghìn một cây máy thôi. Đấy. Vài trăm nghìn một cây máy. Đấy. Ngoài ra đây nữa. Đây. Đây, đây có lô Mazu này. Đấy, Mazu. Đấy. Kia nữa. Đấy, cái lô này thì dọn ok rồi. Đấy. Nói chung là máy thì nó còn cũng trông thế thôi chứ vẫn còn đủ các thể loại nhá. Đấy. Đây nữa. Đấy. Đấy, bác nào mà làm được lô Honda thì liên hệ bên em luôn nhá. Bên em có lô Honda cực kỳ đẹp. Đây. Đấy. Giá thì nó cũng vừa tầm thôi. Đấy. Giá thì nó khoảng 2x. 2x nhỏ nhá. Đấy, lỗ ok ngon lành hết rồi. Đấy. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế thì bên em sẽ dành ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Thì bác thể search trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Có lông trường chè sông Bôi nhá. Đấy, chỗ em là cả một cái lông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác, nói chung là rẻ nhất trên thị trường luôn. Đấy, nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Chè hay là trà bắc ấy. Đấy. Thì chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này. Búp móc câu rất là ngon luôn, bác nhìn thấy không? Đấy. Chè này nó là bên em bao cho bác nó là 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm, là đặc trưng của chè mới. Đấy. Chè sẽ uống sẽ là nước xanh nhá, nước xanh vị thơm. Lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt nhá và lưu hương. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, thì bác có thể là mua uống thử nhá. Đấy. Thì chè bên em thì có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký và loại thứ ba là 200.000 một ký nhá. Đấy, có ba loại chính như thế. Thì bên em sẽ ship từ một ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ có từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên nhá là bên em đã bao ship rồi. Nên là bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy, bác nào mua máy mua chè bác liên hệ theo số thứ nhất này. Đấy, bác nào mua chuyên về chè nhá, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai. Số thứ hai là số chuyên về chè nhá. Đấy, có hai số chính như thế. Thì bác có thể là mua uống thử nhá để đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng đấy. Thế thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật rất là nhiều nhá, thì bên em còn bán cả hàng mới đấy nhá. Hàng mới của bên em thì nói chung là nó rất là phong phú và đa dạng, nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi. Nên là bán cho bác dùng rất là ok. Đấy, chính vì thế là bên em đã duy trì nhá và phát huy. Đấy, thì những cái mẫu máy mới này thì bên em bán cho bác đủ bộ luôn nhá. Cả máy cả cần. Đấy, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy. Thế đồng thời là mấy cái máy mới này bên em bao ship cho bác luôn. Đấy. Đấy, bao ship luôn. Đấy, thì em đi vào chi tiết luôn nhá. Mẫu thứ nhất là mẫu này nhá. Mẫu này nó là mẫu máy 26cc 34 ly hiệu là Cavani này.
đấy, 260 này. Đấy. Thằng này thì công suất của nó là 26cc nhá, piston là 34 ly. Xài bố côn nhỏ côn 260 nhá. Đấy. Thì mẫu này thì đầu này thì bác thể là tháo ra gắn xịt thuốc là cũng ok luôn này. Đấy. Trên mỗi máy nó đều có số seri hết nhá. Nói chung hàng này thì dùng rất là ok, ổn định. Xài tay ga bóp mỏ vịt nhá. Đấy. Thì cái máy 26 của nó thì nó sẽ có đặc điểm là thứ nhất là nó là máy tầm trung. Nó ăn xăng thì rất là ít, và thứ hai là nó nhẹ, trọng lượng của nó nhẹ nhá. Đấy thì là tùy nhu cầu công việc thì bác có thể là lựa chọn cho mình những cái con máy nó phù hợp nhá. Đấy. Thì cái con này thì em tính cho bác mức giá là 1 triệu 3 bao ship nhá. 1 triệu 3 bao ship cho bác nhá. Đấy. Rồi. Mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai là mẫu này nhá. Mẫu này nó là mẫu máy 330 nhá. 330 hiệu là Kenshi nhá. Công suất là 33cc nhá. Piston 36 ly nhá. 36 ly. Hàng này thì nó xài máy lớn này, xài bố côn lớn này. Côn 330 nhá. Đấy. Thì cái thằng này là phát cước là bao ngon cho bác luôn này. Đấy. Lọc gió, lọc riếc rất là dày hai lớp luôn. Đấy. Nói chung hàng này thì ok rồi. Hàng này giá của nó là 1 triệu 6 bao ship nhá. 1 triệu 6 bao ship cho mẫu này. Xài tay ga bóp rồi là phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy, 1 triệu 6. Mẫu thứ ba nhá. Mẫu thứ ba thì nó là mẫu máy 4 thì nhá. Đấy, 4 thì bốn thì GX35. Đấy, hàng này thì bên em bán rất là nhiều và nói chung là hàng này thì bán rất là chạy, và thứ nhất là nó cái độ ổn định của dòng này rất là cao nhá. Thế bên em bán dòng này rất là lâu năm rồi, bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thì cái thằng này nó là máy 4 thì xài máy công con này công suất rất là khỏe nhá. Nó là xài bố côn lớn này. Đấy. Đấy, nòng 39 đi, nói chung là to, khỏe. Đấy, thằng này là trên mỗi máy nó đều có số seri hết này, đây này. Đấy. Hàng này thì dùng rất là ngon, ổn định. Giá của thằng này là 1 triệu 7 nhá. Đấy, à 1 triệu 650. 1 triệu 650 nhá. 1650. Đây, xài tay ga bom mỏ vịt. 1650. Rồi tiếp tục này. Mẫu tiếp theo nhá. Mẫu tiếp theo thì là bác nào mà thích ba lô khoác vai đeo lưng thì lấy cái mẫu này. Mẫu này nó là mẫu máy cắt cỏ đeo vai. Đấy, cái này bác dù sử dụng cần mềm nhá. Thì cái thằng này là sử dụng động cơ rất là khỏe này, nó lên tới là 52cc nhá. Và piston của nó là lên tới là 44 ly, rất là khỏe. Đấy, đầu này là đầu tum rời nhá. Nếu bác có thể là tháo ra, bác là không thích thì có thể là tháo cái đầu này ra. Gắn cần phát cỏ vô tư luôn nhá, hoặc là bơm nước xịt thuốc, đấy, chế xe, chế tàu, chế thuyền. Đấy, nói chung là đủ các thể loại luôn. Đấy, thế thằng này nó rất là cơ động nhá. Đấy, thằng này giá của nó là 1 triệu rưỡi bao ship nhá. 1 triệu rưỡi bao ship mà hình như là bên em còn có duy nhất còn 2 suất nữa là hết rồi. Đấy, hình như 3 suất. Ở 2 suất, chính xác là 2 suất là hết rồi nhá. Đấy. Rồi. Tiếp tục này. Thì còn cái mẫu VIP nhất bên em mà gọi là đắt tiền nhất bên em, gọi là chuyên dành cho những cái bác nào gọi là phát nhiều, phát liên tục nhá. Hoặc là các bác đi phát thuê thì bác dùng em mẫu này. Mẫu này nó là mẫu Toshizo 541. Đấy, hay là VIP này. Có nghĩa là hàng cao cấp. Đấy. Hàng cao cấp này thì mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày. Thứ nhất là tản nhiệt rất dày này. Vỏ rất là cứng cáp luôn nhá. Với thứ hai là lọc gió là hai lớp này. Chụp UE, chụp bình xăng con này. Đấy, rồi là máy tum lớn nhá. Con này thì công suất của nó là lên tới của nó là trên 40cc nhá. Và piston của nó là 40 ly, 40 ly. Đấy, côn là cột số này. Đấy. Mâm lửa là Aibu này. Đấy, hãng rất là nổi tiếng luôn. Đấy. Với thứ hai là những cái nhôm tay cầm và nhôm ống cần của nó nhé, đều là loại rất là dày, dày 2 ly luôn. Đây. Đấy. Nói chung con máy này khá là nặng đấy, chứ không phải nhẹ đâu. Nó thằng này giá của nó là 2 triệu 2 năm chục nhá, bao ship, 2250 bao ship. Đấy. Thì cái mẫu này thì bác có thể, các bác dùng các bác có phản hồi là nó ăn rất là ít xăng. Đấy. Ăn ít xăng tức là so sánh với những cái máy gọi là đều là 40 ly nhá, thì thằng này nó ăn rất ít xăng. Đấy, nên là VIP. Đấy, nên là các bác đây là một trong những gọi là những bác nào gọi là yêu cầu cao nhất thì thằng này nó đáp ứng đều ok. Đấy, giá của nó là 2 triệu 2 năm chục bao ship. Rồi. Thế còn bác nào mà mua mẫu đầu máy liên hệ bên em luôn nhá. Thì bên em bán cả những cái mẫu đầu máy tum rời này. Đây là đầu máy 52cc, nòng 44 ly này. Cái này tính cho bác là 1 triệu mốt một đầu bao ship nhá. 1 triệu mốt một đầu bao ship. Đấy, 52cc, 44 ly. Đấy. Thế còn bác nào mà muốn đầu máy công suất khủng hơn nữa, 63cc, nòng 48 ly, piston 48 ly ấy. Mình lấy cái con này. Đây cũng là tum lớn. Đấy, cái thằng này giá của nó là tính cho bác 1 triệu 3 nhé. 1 triệu 3, bao ship nhé. Đấy. Rồi, thế còn
Nhiều bác là hỏi mà mua đầu bò rất là nhiều nhá. Cái đầu bò bãi thì thực sự với các bác thì nó cũng tình trạng về nó lúc nào nó tình trạng lúc nào cũng thiếu. Đấy, chính vì thế là buộc lòng cái bác thiếu thì bác phải dùng đầu bò mới thôi. Thì bên em có nhập về được ít cái mẫu đầu bò loại mới mà nó là hàng loại tốt luôn, nói chung hàng cao cấp luôn. Đấy, đều của những cái hãng rất là tên tuổi, ví dụ như là Echo này, hãng Zimke này, đấy nó rất là quen thuộc bác nhá. Đầu bò này thì nó sẽ có đặc điểm là nó rất là dày. Đây, thì em có thể là so sánh đây. Đây là cái loại đầu bò cũ này, rất là mỏng này. À, không phải đầu bò cũ mà đầu bò loại, nói chung là loại rẻ. Nó rất là mỏng. Đấy. Cái này thì nó dày gấp đôi luôn. Đấy, bác có thể quan sát này, nhôm của nó dày gấp đôi luôn. Đấy, dày gấp đôi luôn nhá. Đấy. Với thứ hai là nó cái đầu bò này nó rất là cơ động này. Thứ nhất là nó có cái chén là chống quấn cỏ. Đấy, chống quấn cỏ. Đấy, đây, chống quấn cỏ là chén úp ngược này. Đấy. Với thứ hai là cái chén bảo vệ cái con ốc đầu bò. Đấy, ốc thì nó rất là to, trục rất là to nhá. Đấy. Nói chung là cái đầu bò này thì nếu mà các bác ra tiệm thay ấy thì các bác sẽ mất khoảng tầm 200 nghìn. Đấy nhá, là ra tiệm thay. Đấy, nhưng mà ví dụ bác mua bên em về tự thay thì em để cho bác với mức giá đó là 1 triệu à quên 125 nghìn. 125 nghìn cái đầu bò nhá. Đấy, sẽ có đủ các thể loại luôn nhá. 24 7 này, 24 vuông này, 24 10 khía này, 24 13 khía này. 289, 269 này, 257 này, 267 luôn nhá. Đấy. Thì giá của nó là như thế nhá. Đấy. Rồi ok. 125.000 nhá. Đấy. Thì bên em sẽ miễn ship từ 5 kg 5 đầu bò trở lên. Rồi. Thế thì xong cái phần máy mới nhá, thì em di chuyển đến cái phần máy bãi này. Máy bãi này thì trước khi đi vào chi tiết cái lô máy này thì hôm nay có cái con này thu của dân này. Con này là con ba lô cắt cỏ nhá. Ba lô cắt cỏ con này nó là cái máy gọi là GX35. Cái con này thì khách họ là xài nó nặng quá nên họ đổi sang cái con máy cần dùng cho nhẹ nhá. Đấy, con này thì tình trạng của nó thì nó vẫn hoạt động ok nhá. Đấy, con máy 4 thì vẫn hoạt động ok. Đấy, thì con này là con máy tàu ấy nhá. Nó là máy tàu chứ không phải là máy Honda xịn đâu. Nhưng mà nó là còn dùng rất là ok. Đấy, đây các bạn quay cho bác xem. Hơi rất là ngon. Đấy. Rất êm nhá. Đấy. Êm không có khói kia gì đâu nhá. Đấy, nói chung hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường nhá. Đây. Sập cái này xuống. Đây. Bác thấy không? Chung hoạt động bình thường nhá. Đây. Rồi. Đấy, các bạn về đấu các ấy vào chắc. Đấy, nó tắt máy đây. Chờ một chút nha, đặt máy cho bạn đấu 2 giây vào. Đấy thì nói chung là thì bán cho bác cũng bằng giá bán xác về lấy đồ thôi, thì các bác về có thể là về lấy đồ hoặc có thể là về dùng cũng được. Đấy thì nó là hàng thu dân nhá, lưu ý như thế. Rồi con này thì này là lô lô trước là lô hôm qua là lô M mà hôm nay là lô N nhá, N1 này. N1 tính cho bác con này 650 nhá, 650.000. Đấy, N1. Đấy. Ok nhá. 650.000. Rồi tiếp tục này. Em trước khi đi vào cái chi tiết cái lô máy kia thì em có soạn ra được ít cái máy cho bác về gọi là tự dọn nhá. Thì những cái mẫu này thì bên em đã lựa rất là kỹ càng rồi, hơi lửa ok. Đấy, bao hơi bao lửa cho bác, bao đủ đồ. Đấy, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ. Nói chung là các bác về chỉ gọi là xúc rửa bình xăng con đi là nó chạy thôi. Đấy, rồi ok. Em đi vào chi tiết luôn này. Với trường hợp ví dụ các bác nào mà là dân thường bác không biết dọn nhá,
thì có thể là thêm từ 100k cho đến 200k thì bên em sẽ dọn cho. Đấy, những cái con nào dễ dọn thì bác thêm vào 100k. Thế còn những cái con nào nó khó dọn thì bác thêm vào 200k thì bên em dọn ngon lành cho bác. Nói chung về chỉ việc xài thôi. Đấy thì giá mấy con này là cứ dọn nhá. Đấy em đi nhanh thôi. Đấy thì em có con này là hơi bị vip này. Con này là con Cinewa S25 bình xương trên này. S25 con này còn đẹp lắm, tình trạng đẹp lắm này. Đấy, bình xương trên. Đấy, con này nhìn bao da bao riêng nó còn rất đẹp này, thấy không? Tay cầm zin nguyên bản này. Đầu bò chấn kẹp đầy đủ nhá. Đấy, bao đầy đủ cho bác luôn. Thì con này hơi thì khỏi bàn luôn. Hơi quá ok. Hơi ngon nhá. Hơi ngon luôn, không bị xào xạc gì đâu nhá. Đấy. Con N2 này. N2 con này tính cho bác 850 chứ. Đấy, các bác phải tự dọn. Ok chưa? Rồi, tiếp tục này. Con N3 nhá. N3 là có con này là con Echo trắng này. Con này tình trạng của nó, con này rất là dễ dọn nhá. Bởi vì nó xài chế ga ngang con Brazil. Bình xăng bình trước là nhìn còn trắng này. Đấy. Con này máy khỏe nhá. Máy cực khỏe luôn, máy 24 này. 24 con này nòng 34 ly này. 24 nòng 34 ly, tay cầm nó đây nhá. Đấy. Đầu bò chấn kẹp bao đầy đủ nhá. Đấy. Con này hơi rất tốt luôn. Hơi này. Hơi rất ngon, dây giật còn trắng này. Nói chung cái dòng này thì nó rất dễ dọn. Đấy nhá. Dễ dọn. Vú bơm còn chưa rách này. Vẫn còn bơm ken két luôn. Đấy. Rồi. Thì cái con này nó con N3 nhá. Con N3 này là máy nòng 34 ly ấy. Con này khỏe. Đấy, Echo trắng nòng 34. Con này em tính cho bác con này tính cho bác 850 về tự dọn nhá. Đấy, thì máy khỏe. Rồi. Tiếp tục đây. Tiếp tục anh có con tiếp theo là con này cực kỳ đẹp luôn này. Con này nó là con Zubi nhá, 2470 này. Con này là hàng bãi mới về mà nhìn nó còn rất đẹp nhá. Nhìn nó bình xăng còn trắng này. Hình như nó còn xăng luôn này, nó còn xăng luôn này. Đấy. Mai em sẽ thêm cho bác cái trục bôi e này nhá. Đấy. Thì con này là nó còn xăng này, vú bơm chưa rách luôn này. Đấy. Đấy, bơm còn lên xăng luôn nhá. Đấy. Tay cầm zin nguyên bản rất đẹp luôn. Mai thêm cho bác cái chắn cỏ vào đấy, đầu bò bao đầy đủ chấn kẹp luôn. Đấy. Con này rất là còn trắng này. Đấy. Thế như nó muốn lổ luôn này. Đấy. Đấy, nhiều con là bên em lựa kỹ càng là tình trạng còn mới. Đấy. Thì bác về xem nó bị gấp dây ga thế trước thì không là ok đây. Đấy. Thì con này là 2370 nhá. À, máy 24 chứ quên. Con này 24 này. Đấy. Thì con N4 nhá. N4 này. Con này thì tính cho bác giá là con này tính cho bác 800k, được chưa? Đấy, các bác về tự xử nhá. Nhờ tiếp tục thì em nắp cho đủ đâu đó. Tiếp tục này. Nên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo nên cho bác một con Genoat nhá. Genoat Kobitsu made in Japan. Đấy. Con này máy nó là 23 nhá, 230 này. Đấy, tình trạng con này thì cũng rất là ok. Đấy, tum tiếc là trắng này. Đấy. Tay lái tay liếc là đầy đủ ok này, cần kiếc này, đầu bò bao đầy đủ chén kẹp nhá. Đấy. Con này hơi rất ok luôn. Dư là còn trắng tinh này, thấy không? Đấy. 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 Ok nhá. Đấy, con này thì bác về tự dọn nhá, tự dọn con L5. N5 này. Con này tự dọn là tính cho bác 700k nhá, về tự dọn nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con này hơi bị đẹp luôn này. Con Echo xanh này. Thứ nhất là cái con này bình xăng còn trắng muốt luôn. Cái vú bơm là chưa rách luôn. Đấy không nhìn nào, vú bơm chưa rách luôn. Bơm vẫn ken két luôn. Ôi, con này bơm vẫn lên xăng này. Nhưng mà còn ít xăng quá nhá. Đấy, con này khả năng là về đổ xăng đổ luôn này. Tình trạng còn mới đến như cực kỳ luôn. Con này máy 22 này. 22 nòng 32 nhá. Tay ga bóp xịn sò cho bác luôn này. Đấy. Con này dễ tình trạng là về khéo đổ xăng đủ luôn đấy. Nghĩa là còn mới nhá, hơi thì ok luôn này. Hơi quá chắc luôn. Đấy, lửa bao nhá. Đấy, nhớ công tắc này, ví công tắc này. Đấy. Đấy. Lửa bao cho bác nhá, kiểm tra cho bác mồi xăng đổ cho bác yên tâm. Đấy, chắc là con này khả năng về đổ xăng thế thì dễ đổ luôn. Con N6, đúng rồi, N6 nhá. N6 con này khá là đẹp luôn này. Con này em tính cho bác con này 700k nhá. Con này nhìn đẹp đấy. Đấy, nhìn đẹp nhá. Đấy, ok chưa?
Đấy, tiếp tục đây, lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo lên cho bác con này mới là VIP này. Con này nó là con TG nhé, Kawasaki TG 25 luôn. Đấy, các bác hôm trước có bác nào hỏi con TG 25 này, tung rời này. Đấy con này nhá, TG 25 này. Đấy, nòng 33 ly này khỏe này, tung rời tung 260. Đầu này bác thể tháo ra gắn xi thuốc là ok luôn này. Đấy. Đấy, con này tình trạng tay lái rất đẹp luôn. Đầu bò vẫn còn một cái lưỡi luôn. Đấy nhá. Con này hơi là ok luôn này. Hơi rất chắc. Hơi rất ok nhá. Hơi bao ngon cho bác nhá. Đấy, bao ngon bao VIP luôn, không phải suy nghĩ. Rồi. Con N7 nhá. N7 con này em để cho bác 900k nhá. Con này bao VIP 900k, được chưa? TG 25. Đó. Tiếp tục này. Em lên cho bác con L8 là con này nhá. Con này nó là một con Echo trắng nhá. Con này 21 này. Đấy, con này 21 này, nòng 32 ni nhá. Đấy, con này rất dễ dọn luôn vì nó là chế gà ngang này. Mai em thêm cho bác cái lắp này nhá. Đấy. Rồi. Đấy, con này tay ga đây. Đấy, đầu bò vẫn còn lưỡi liếc ok cả. Đấy. Thì cái con này hơi rất chắc nhá. Con này rất dễ dọn và lại hơi rất chắc luôn này. Hơi bá đạo luôn. Đấy. Đấy. Hơi bao ngon nhá. Đấy. Con này hơi bao ngon cho bác luôn. Mà cái dòng này rất dễ dọn này. Vì nó là chế ngang ngang. Đấy nhá. Thì con này là đấy đủ đồ ok rồi. Đấy, con N8 nhá. N8 em bác tính cho bác con này là 650 nhá. Đấy, các bác về tự dọn. Được chưa? Đấy, ok. Nên cho bác ít cái này tự dọn này. N8 này. N9 này. N9, à những cái máy chưa dọn kia là lưu ý với các bác là nó sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Phí vận chuyển của nó sẽ là 50.000. Đấy, thì em ạ. Thế nói chung là đồng giá khắp đất nước nó là 50.000. Đấy. Đấy, lưu ý là thế. Rồi, còn là em di chuyển lên cái phần máy đằng này này. Ở đây thì em có hai cái đầu máy cho bác về gắn xịt thuốc này. N9 là con này đầu máy nhá. Đầu máy 23cc nhá. Nòng 32 ni, hiệu Mitsu này. Mitsu TL23 này. Đấy, TL23. Đấy. Con này thì ok, rất dễ lổ nhá. Thôi rất chắc luôn. Hơi bao ngon nhá. Rồi. Con Mitsu, con N10 nhá, à L9. L9 này. Đây L9 này. Đấy, con này tính cho bác 850 nhá, gắn xịt thuốc, được chưa? N10 nhá. N10 cũng có con tiếp theo là con này cũng là nó ghi là Mazuyama nhưng máy này thực chất của nó là máy Mitsu T140 nhá. Công suất là 24cc, nòng 32 ni nhá. Tum rời luôn. Đấy, tum rời đây. Đấy. Gắn vừa xịt thuốc nhá. Đấy, đầu này gắn vừa xịt thuốc này. Sẽ không tính cái tum này nhá. Tum lắp thử máy thôi. Đấy. Mitsu. Con này hơi quá bá đạo luôn. Này này. Đấy. Cái con này thì bên em đã lên cho bác chế hai kim luôn này, chế ga ngang hai kim luôn, loại thông dụng nhất bây giờ. Đấy, cái này gắn xịt thuốc đúng bài luôn. Mitsu N10. N10 em tính cho bác con này là 650 nhá. Đấy. Được chưa? Rồi tiếp tục đây. Đấy là xong với cái đầu máy này. Thì em mấy cái tiếp theo là em di chuyển cái lô máy này là cái lô máy hàng bãi này. Thì bên em đã dọn nổ ok rồi. Đấy, thứ nhất là bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho là đủ đô. Thứ nhất là tay lái, thứ hai là chắn cỏ, đầu bò, nói chung bao cho bác đầy đủ. Đấy là hoạt động bình thường. Đấy nhá. Đấy thì giá thì nói chung là bên em bao cho bác thì giá nó rất là rẻ. Nó chỉ gọi là xấp xỉ hoặc là bằng với cả giá thợ thôi. Đấy. Chính vì nó rất là rẻ rồi nên là bên em chưa bao gồm phí ship nhá. Lưu ý là chưa bao gồm phí ship. Đấy. Phí ship của nó sẽ là 50.000.
bác nào lấy sẽ là thêm vào 50.000. Cái trường hợp mà bác nào mà ví dụ nhà chưa có phụ kiện thì bác sẽ thêm vào 50.000 nữa, tổng cộng nó sẽ phát sinh lên khoảng 100.000. Đấy. Đấy thì phụ kiện nó sẽ bao gồm là dao, dây đeo, tim mở buji, một cái lúc giác mở ốc này, với một cái bát cuốc. Đấy, cũng 5 món như các nơi. Đấy. Đấy. Ok nhá. Đấy là ví dụ luôn. Ví dụ như cái con này nhá. Con này là con Mazu nhá. Mazu 23cc. Con này là dòng Mazu bầu nhá. Mazu sắc lớn, dòng này nói chung dùng rất ok luôn. Mà nó rất là đành, nổ rất đành nhá. Đấy. Mà độ ổn định của dòng này rất cao. Đấy. Đấy. Ok, mai sẽ lắp thêm tay lái và đầu bò chắn cỏ cho bác đầy đủ nhá. Đấy, nói chung là bao đủ đầy đủ cho bác. Trợ lực luôn này. Lại này. Đấy. Được luôn. Ok nhá. Đấy, con này bao ngon cho bác luôn này, không phải suy nghĩ này. N11 nhá. N11 em tính cho bác con này là Mazu 23cc nhá. Con này tính cho bác 850 nhá. Đấy, được chưa? Đấy. Thì bác sẽ thêm 50.000 phí ship nữa nhá và 50.000 phụ kiện nữa. Tổng con này về nhà có 950 thôi. Đấy, trường hợp nhà bác nào có phụ kiện rồi thì bác chỉ cần thêm 50.000 tiền phí ship thôi nhá. Đấy. Ý bí như thế. Tôi tiếp tục nhá. Tương tự như thế em có con tiếp theo cực kỳ đẹp này. Con này thì nó là con Mazu Makita nhá, 23cc. Con này thì bác vừa dọn xong này. Nhưng mà tình trạng máy còn đẹp lắm. Thứ nhất là bình xăng nó còn trắng này. Đấy, chế chiếc là nguyên bản nó luôn. Vân vừa rồi. Đấy, chữ Makita. Đấy. Đấy, con này có bị sứt vài cái chỗ này thôi nhưng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Máy còn đẹp lắm. Đấy, tay lái zin nguyên bản đây. 23cc nòng 32 ly nhá, 32 ly. Đấy. Tình trạng con này còn đẹp lắm này, dây giật trắng tinh này. Tắt máy này, lại này. Rồi, con này quá đẹp nhá. Đấy. Con này thì nói chung nó không phải bàn rồi. N12 nhá. N12 này. Con này tính cho bác 800k nhá. Đấy. 800k. Máy quá đẹp nhá, xuất sắc. Đấy, các bác thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Đấy. Đông không điện cho chú anh. Rồi. Đi vào trong đông nhá. Rồi. Ừ. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Anh ấy, em có một con Qzit nhá. Qzit này là máy 24 này. Nòng 34 ly mà có trợ lực to này. Trợ lực to. Đấy. Đấy con này là đây máy 24 này bác này. Đấy. Đấy. Con này thì quá ok rồi. Đây. Trợ lực nhá. Đấy, bác bơm xăng cho em cái nhá. Bơm xăng này. Kéo le lên này. Trợ lực này. Con này là máy 24 nòng 34 ly nhá. Nòng 34 ly nói chung máy rất khỏe. Đấy. N13 nhá. N13 này. Con này tính cho bác con này tính cho bác 900k nhá. Đấy, 900k. Thấy chưa? 900k. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác cái con này, vậy là có siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp. Con Mitsu nhá, Mitsu. Ở đây nó ghi là hiệu là Janma nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Mitsu TL23 nhá. 23. Con này phải nói là cực kỳ đẹp. Đấy. Thứ nhất là cái bộ vỏ của nó là đẹp xuất sắc rồi này. Đấy. Cần cũng đẹp luôn này. Đấy. Này, cao su này, tay này. Đấy. Trên vẫn còn một cái bát cước nhá. Đấy, nói chung con này thì đẹp xuất sắc rồi. Mà máy con này nổ rất ok luôn nhá. Đấy, máy chạy ngon. Hơi rất chắc rồi. Hơi rất ấm lắm.
cực ấm luôn. Ok nhá. À. Mitsu TL23 nhá. Con này là đẹp, nói chung là ok đấy. N14. N14 nhá. Con này em tính cho bác 1.3 triệu nhá. Đấy, máy còn đẹp. 1.3 triệu. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác con này là con Echo trắng cực kỳ đẹp luôn này. Con này là máy nhìn cái bình xăng rất trắng này, vỏ cũng đẹp luôn này. Đấy, nói chung là nguyên bản luôn, chế ga ngang quan bờ rồ này. Đấy, con này là máy khỏe luôn nhá. Nó ghi là CT24 này. Con này nòng 34 ly này. 34 ly tay cầm zin nguyên bản này. CT24 này. Đấy. Nói chung con này thì ok thôi. Đây, nhìn đẹp nhá. Nhìn đẹp, nhìn ok mà dây giật còn trắng. Nói chung con này bác về xài luôn thôi, không phải suy nghĩ gì nhá. Con này máy cũng đẹp luôn nhá. Đấy, nòng 34. Đấy, 34 ly. Khỏe. N15 nhá. N15 con này tính cho bác 950 nhá. N15. 950.000. Đấy. Rồi. 15 950.000. Tiếp tục này. Tiếp tục em lên cho bác một con Honda cực kỳ đẹp luôn. Con này là con Honda GX25. Hàng này thì nó quá quen thuộc các bác rồi. Đấy. Đấy, con này thì ok này. Đấy, tum rời luôn nhá. Đây, bóp đây. Đấy. À, tem mác đầy đủ rõ ràng, ok nhá. Đấy. Nói chung máy còn nhìn còn sáng sủa. Đấy. Honda 4 kỳ nhá. Cái này các bác dùng 4 kỳ, bác dùng xăng không thôi, không phải pha nhớt gì cả. Đấy. Máy thì là nguyên zin nguyên bản nhá, nguyên bản luôn. Đấy. Tắt máy này. Lại nhá. Ok nhá. Rồi, con này nhìn tuyệt vời đấy. Đấy, máy không có khói nhá, bao cho bác không khói gì đâu, zin nguyên bản luôn. Máy còn ok, N15. N16 chứ. Con này tính cho bác 2.1 triệu được chưa? Đấy. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác cái con này phải nói là cực kỳ đẹp này. Con này nó là con Mitsu nhá. Mitsu hay TB23. Nó ghi là 23 này. Thứ nhất là nhìn bình xăng còn trắng đẹp này. Vỏ viết là nhìn ok này. Chế thì là One Bro 2 kim luôn, chế siêu VIP. Tum thì trắng, được chưa? Đấy, tay lái tay liếc đầy đủ nhá. Đấy. Ok. Này bao ngon cho bác nhá. Đấy. 23cc, nòng 32 ly, N17. Mitsu. N17. Con này tính cho bác 1.1 triệu nhá. Được chưa? 1.1 triệu. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng gọi là Genoat Komatsu. Hàng này là Komatsu côm bướm, 22cc. 2211 này. Đấy, con này nó là nòng 32 ly nhá. 32 ly. Nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Đấy. Đấy, nhìn nói chung còn ok. Tay công tắc đây. Đấy, nó là sử dụng một tay nhá. Cần một tay thì bác là thích nên hai tay cầm lên cho nhá. Đấy, nói chung con này thì máy còn ok. Còn đẹp. Rồi, tắt máy này. Lại này. Đấy. Trong này chạy được rất ngon nhé. Rồi, ok. Rồi. Con này thì bao ngon cho bác này. Nhìn cũng còn ok. Con này là N18. N18 này. Con này là tính cho bác 900
Tôi để cho 900 đây, bán cho nhanh. 18900. Và tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác con này, nó là thuộc con dòng Estin này. Đây nó ghi là KZ 220 đây này. Đấy. 220. Nói chung là nhìn hình thức thì là còn ok. Đấy, tay lái zin nguyên bản đây. Đấy. Thì nói chung con này thì cũng còn xài rất ok nhá. Đấy. Rất dễ lổ. Bơm xăng này. Đấy, cho kéo cái le lên. Đấy. Đấy, con N19 Estin N19 này. Tính cho bác 750.000. Đấy. 750.000. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con Mazu cực kỳ đẹp luôn, Mazu 23cc. Con này nòng 32 đi nhá. Đấy. Con này tình trạng của nó là vỏ viếc rất là đẹp, nhìn ok. Đấy, à, tum tiếc nhìn trắng này. Chế là nguyên bản chế còn vừa rồi, được chưa? Vỏ không bể vỡ gì nhá. Đấy. Tay cầm mai nắp thêm tay cầm cho bác đầy đủ nhá. Hơi ngon. Đấy, nói chung ok nhá. Hơi hiếc là ok đấy. Mazu 23cc nhá. Nòng 32 ni. Tình trạng máy con nhìn còn đẹp. N20. N20 con này tính cho bác là 900k được chưa? 900k. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lại lên cho bác một con Honda cực kỳ đẹp luôn. Con Honda này là GX25 nhá. Honda GX25 hàng này thì rất là quen thuộc bác rồi. Máy 4 thi. Tem xanh luôn. Đấy. Đấy, tem mát, vỏ viếc ok. Đấy, nhìn còn đẹp, tum dài luôn. Đấy, gá bóp trên thân, tay cầm, đầu bò chắn cỏ đầy đủ ok nhá. Đấy. Thì con này thì nói chung là nó rất là dễ lổ thôi. Đấy, kéo leo lên. Đấy. 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 Con này là N21. N21. Con này tính cho bác 1.7 triệu đi. Để cho chung máy còn xài ok nhá. Ngon lành. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Thế mà lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con thuộc dòng ở đây nó ghi là Mazuyama nhá. Nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Mitsu T140.
công suất là 24cc, nòng 32 ly. Đấy, con này tình trạng là bác có thể quan sát đây là bình xăng zin này, bình xăng zin nó còn đẹp cực kỳ luôn, đây là bình zin nhá, không phải lô đâu. Tình trạng con này mới lắm. Đấy. Đấy, tình trạng còn ok, chế là còn nguyên bản nó luôn này, chế nguyên bản nó luôn. Đấy, thế con này là tình trạng còn rất mới nhá. Đấy. Ok, tum rời luôn này. Đầu này thì bác có thể tháo ra gắn xi thuốc là ok luôn này. Bốn ốc chốt này. Đấy. Tay cầm đây. Đấy, nói chung là con này là tình trạng máy còn rất đẹp nhá. Đấy. Rồi. Hơi bao chắc luôn. Con này đẹp lắm. Con này máy thì mới đấy, có về căn chỉnh lại tí cho nó bốc máy hơn nhá. Nó nổ rồi đấy mà nó chưa được bốc máy lắm. Thế mai em có thể là căn chỉnh lại cho bốc máy hơn nhá. Đấy, nhìn hơi thì khỏi bàn rồi, hơi quá tuyệt vời. Đấy, nên ga tí là được. Ok nhá, cái này ba ngon đấy. Đấy, ba ngon nhá, yên tâm. Thế mai căn chỉnh lại tí là ok thôi. Mitsu T140 N22. N22 con này còn đẹp lắm, như nhìn còn ok. N22 con này tính cho bác vì con này còn rất đẹp nhá, này tính cho bác là nó để cho 950 đi. Đấy, 950. Giờ tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác một con thuộc dòng gọi là Kawasaki TH26 đây. TH26 con này tình trạng nhìn còn đẹp lắm này. Thứ nhất là nhìn bình xăng còn trắng dã man luôn. Đấy, bình xăng đẹp này. Đấy, nòng bạc bít tông kiểm tra rất đẹp nhá. Đấy, chế zin nguyên bản luôn. Đấy, ở đây nó ghi là Mazuyama nhưng máy này thực chất nó là máy Mitsu nhá, Mitsu TH này, TH26 này. Đấy. Đấy, con này nói chung là nhìn còn ok, còn đẹp, nòng bạc bít tông cũng đẹp luôn. Đấy, quên không sao, hơi này hơi rất chắc nhá, hơi chắc lịch luôn. Lại này, hồi rất chắc. Rồi, rồi. N23 nhá, N23 con này còn đẹp, nói chung còn ok. N23 con này tính cho bác 1.350.000 nhá, 1.350.000. Đấy, 1.350. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục em lên cho bác một con tiếp theo nhá. Tiếp theo cái con này bên em vừa dọn xong này. Con này nó là con S-Steel 23cc này. Con này nòng 32 ly nhá. Con này vừa dọn xong này, nó có trợ lực to này. Thế bác nào lấy thì mai bên em rửa xà bông sạch sẽ nhá. Đấy, con này xài bộ chế VIP, là bộ chế con vừa rồi nguyên bản luôn, 2 kim luôn này. Đấy, con này siêu VIP luôn này. Đấy, vừa VIP thì còn sử dụng chế VIP luôn. Đấy, mai sẽ rửa xà bông sạch sẽ cho nhá. Đấy, bác cứ yên tâm thôi. Vỏ viết thì nhìn ok, không bể vỡ gì. Đấy, chắc càng dễ lổ đấy. Con này hơi tốt đấy, hơi ngon. Máy thì nó ok đấy nhưng mà nó hơi bị da này, chỉnh hơi bị da này. Đấy, này thì ok. Này còn chưa đấu dây ga, con này nhưng vẫn bao ngon cho bác nhá. Đấy, rồi N24 nhá, N24 này. Con này thì con này S-Steel này. Con này em tính cho bác con này là 900 nhá. Đấy,
con này xài bụng chế VIP luôn, vừa trợ lực vừa chế con vừa dồ ngon đấy, máy cũng khỏe, máy 23 đấy. Sẽ, mai sẽ rửa sạch sẽ cho bác đây. Ok, rồi tiếp tục này. N25 thì em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái con này thì nó là VIP rồi. Con này chính xác của nó là con Komatsu Com 2003, gen loạt Komatsu BC2003 made in Japan. Size chế con vừa rồi nguyên bản theo máy, chế găng ngang. Đấy. Con này dòng này thì siêu VIP rồi. Con này nhìn còn ok. Đấy, tay cầm zin nguyên bản đây. Đấy, ok chưa? Con này hơi bao chắc luôn nhá. Hơi này. Hơi rất chắc luôn. Đấy. Con này thì bên em bao cho bác là đạt chuẩn luôn. Hơi tuyệt vời. Rồi, con này quá VIP nhá. N25, N25 đạt chuẩn. N25. Con này tính cho bác 1.2 triệu nhá. Đấy. 1.2 triệu, được chưa? Giá rất là mềm mại các bác. 25 này. N26 đây. N26 thì em lên cho bác một con tiếp theo là một con Echo nhá. Con Echo này là con Kyujit máy 235. Kyujit 235. Đây. 235. Đấy. Đấy, ok nhá. Đấy. N26 đây. Con này tính cho bác, con này là 1.900.000 đi. Được. Rồi tiếp tục đây. Em tiếp theo em lên cho bác một con này, một con Honda, con này cực kỳ đẹp luôn. Honda GX25. Con này thứ nhất là nhìn hình thức là quá là đẹp rồi. Bình xăng thì trắng này. Đấy, chữ chiếc là ok này. Vỏ viết là đẹp này, ok này. Đấy. Cần tum rời này. Đấy. Ga bóp xịn sò luôn, ga bóp này. Đấy. Ok nhá, đầu bò chữ tem mác Honda rõ ràng luôn. Đấy. Ok, con này nhìn đẹp đấy. Đấy, con này zin nguyên bản 100% luôn nhá. Nói chung máy còn rất ok. Rồi, con này bao ngon cho bác nhá. Bao quá VIP luôn đấy. Không có khói khiếc gì cả mà tiếng rất chắc luôn. Trong. Êm ru luôn. Đấy. Rồi. Bao ngon nhá. Đấy, mai chỉ có chỉnh lại cái dây ga cho tí nó ok thôi. Con này nhìn đẹp, xuất sắc. N27. Ok. Con này tính cho bác là 2 triệu. Thì tính cho 2 triệu 3. Đấy nhá. Và tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Echo nhé, Echo Kyujit. Con này là Kyujit trợ lực to, chế 2 kim. Đấy, con này là 235. Đây 235 này, con tem này. Đấy, mà dán lại cái tem cho nó ngon lành nhá. Tay cầm zin nguyên bản đây. Đấy, ok.
trợ lực, nói chung cái dòng này thì rất là dễ lổ thôi, có trợ lực mà, nòng 32 ly này, đây em ru luôn. Con này ngon đấy, ok nhá. Rồi, lại này. Rồi, quá ok. Rồi, thì con này là con L28 nhá. L28 này. Con tính bác 1 triệu nhá, 1 triệu. 28. Tiếp tục này, L29 này. L29 thì nên cho bác cái con này gọi là siêu VIP rồi. Thì con này nó chính xác của nó là con Mitsu TL 201 luôn. Siêu VIP. Đấy, mà thứ hai là xài cái con này tung rời luôn nhá, tung rời luôn này. Con này nghĩa là nhìn vỏ rất đẹp luôn. Tên là 201 là siêu VIP. Đấy. À, tay cầm này. Con này là 20cc nòng 30 ly nhá, 30 ly. Đấy. Bơm xăng này. Kéo le lên này. Cái này dây hơi con giật hơi yếu nhá. Đấy. Thôi, để mai xem lại đi. Thôi nên tạm cho bác 28 con đi. Thì video đấy đã dài, xin kết thúc video tại đây nhá. Bác mua hàng thì liên hệ với em theo số là 0973 nhá. 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.